Netizen Trung Quốc ghen thị, như thế nào với cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy năng lượng của Việt Nam? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Đây là cuộc sống bình thường của người Việt Nam". Họ không cần thế chấp, không cần vay mua ô tô, không cần quà đính hôn hay nhà mới để kết hôn. Ngoài công việc, bạn nên tận hưởng cuộc sống, dù kiếm được bao nhiêu thì cũng nên dành cho hạnh phúc. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Người Việt Nam có một thứ hạnh phúc mà chúng ta không thể hiểu nổi, có thể đó là điều mà chúng ta thường gọi là vô lo vô nghĩ, nhưng thực ra chúng ta rất ghen tị với họ. Tôi không có thế chấp, không vay tiền mua ô tô và cũng không tích cực làm việc. Làm sao tôi có thể thoải mái được? Chỉ là văn hóa khác biệt thôi. Bạn quên đề cập rằng bạn thực sự cũng không có tiền nữa. Hiện có biết bao nhiêu nô lệ trong nhà của mình ở Trung Quốc. Tôi đến Việt Nam hơn 2 tháng và thực sự không muốn về nhà. Họ đã bất ngờ bước vào những năm 1990 ở Trung Quốc. Trước đây họ rất nghèo. Đây chẳng phải là tình trạng phát triển ban đầu của Trung Quốc sao? Bạn đã tìm thấy nhà của mình, Việt Nam là nơi dành cho bạn. Đột nhiên tôi muốn trở thành người Việt Nam quá. Đây có phải là lợi ích của việc bị bỏ lại phía sau không? Chúng ta đã rất hạnh phúc 15 năm trước. Hạnh phúc như 10 năm trước là được. Tôi không tìm được bạn gái ở Đại Lục nên dự định thử vận may ở Việt Nam. Vợ tôi cũng ở đó luôn. Tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam được 2 năm. Mỗi năm tôi lại về Trung Quốc một lần. Tôi cảm thấy rất vui khi xong như hoàng đế ở đó. Bạn có thể làm công việc gì ở Việt Nam để trở thành hoàng đế? Chỉ khi có tiền tôi mới nghe theo bạn được. Tôi muốn hỏi loại visa nào được sử dụng để về nước mỗi năm một lần. Visa công tác của tôi chỉ có thời hạn tối đa là 3 tháng. Nó có thể được xin trong một năm mà. Cuối năm tôi sẽ về Việt Nam, tôi không quen nơi này và không hiểu tiếng. Điện thoại của bạn có chức năng dịch thuật không? Không thì tôi sẽ giúp bạn dịch. Tôi đã từng đến Việt Nam và Campuchia. Các cô gái ở đó rất năng động, vui vẻ và thích khiêu vũ. Họ rất sôi nổi và hơn hẳn 88% phụ nữ nội trợ. Tôi cũng đã từng đến Việt Nam và Campuchia. Tôi thực sự ghen tị với cuộc sống vô tư của họ. Gái Việt có thể đẹp nhất Đông Nam Á. Làn da của họ ở đó rất trắng và dáng người cũng không quá mập. Bạn có thể thấy đó, nó ở trong video. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Văn hóa quán bar ở đó thực sự rất ấn tượng. Tôi sẽ đến đó lần nữa khi có thời gian. Tôi thấy không khí ở các quán bar Trung Quốc năm 2000 tốt hơn thế này nhiều. Ở Việt Nam 2 tháng, tôi thường thấy họ ngồi vào bàn ăn 6, 7 người, không có bát đĩa chỉ có vài chai rượu nhưng có thể say hàng giờ liền. Tôi thực sự không hiểu được. Với một nồi đồ ăn nhẹ trên bàn cà phê, họ có thể trò chuyện với bạn bè trong 6 giờ. Bạn có nghĩ họ sẽ đi ăn không? Không, họ chỉ đang trò chuyện mà thôi. Thói quen sinh hoạt cũng khác nhau, giống như ở Trung Quốc, mỗi nơi đều có thói quen sinh hoạt riêng. Một đĩa lá rau, một chậu lá rau xong và hai chai bia có thể khiến một người hạnh phúc. Đúng là không có nhiều món ăn, không có nhiều rượu nhưng lại có rất nhiều người. Do họ không có cách giải trí nào khác, chỉ có thể như thế này, giống như một đám người ngồi trong sân trò chuyện ngày xưa ở Trung Quốc. Giống như chúng ta 10 năm trước, dù không có tiền nhưng vẫn sống hạnh phúc. Người ở đó có nói được tiếng Trung không? Việt Nam không có nhiều người nói được tiếng Trung, nhưng cũng có một số người nói được tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Tôi đã đến Việt Nam trong 3 tháng, nơi thu nhập của tôi đến từ châu Phi và mức tiêu dùng của tôi đến từ châu Âu. Thành thật mà nói, tôi cũng đã đi công tác được 1 năm, tôi thực sự là một hoàng đế với mức lương 30.000 nhân dân tệ một tháng. Bạn nhất định phải đến những nơi như Sài Gòn để tiêu tiền. Những nơi như Busan cũng khá ổn. Ở đó khu thương mại chủ yếu được du khách nước ngoài, hoặc người nước ngoài làm việc ở đó ghé thăm. Tôi muốn đến Việt Nam, không khí thật tuyệt vời. Bầu không khí của họ thực sự rất tốt. Tôi đã đến dự tiệc sinh nhật của họ 2 lần ở nước Anh và lúc đó, thực sự rất vui vẻ. Giờ đây, Trung Quốc đại lục là một khu vực dành cho người già mất rồi. Không phải vì tuổi già, tôi không thể theo kịp các tiêu chuẩn mới, và do sự kiểm soát chặt chẽ nên tôi không thể buông bỏ được. Nói thật, tôi cũng thích bầu không khí như thế này. Rằng tiêu thụ rẻ hơn ở đây. Chỉ cần đi vào vui chơi, dù không phù hợp với văn hóa của họ. 10 năm trước, chúng ta cùng nhau đến quán ăn sau khi tan sở, nhưng bây giờ chúng tôi đang phải vật lộn để kiếm sống. Bất cứ khi nào tôi mất ngủ trong đêm khuya, tôi sợ nhất là không thể kiềm chế được khi nhìn trộm TikTok của một bạn Việt Nam. Bạn vẫn xinh đẹp và mê hoặc tôi như vậy, nhưng không có dấu vết của bạn trong thành phố này. Đồng nghiệp của tôi tại nơi làm việc là người Việt Nam và họ có thể nhảy không ngừng, miễn là nghe thấy tiếng nhạc. Làm thế nào nó được thực hiện luôn là một bí ẩn với tôi.
Tôi thực sự nhớ khoảng thời gian đầu những năm 2000 khi tôi tràn đầy năng lượng. Hóa ra Trung Quốc trước khi tôi sinh ra đã như vậy. Chẳng trách khi tôi sinh ra xã hội không tốt đẹp như thế này. Hầu hết các nước ở Đông Nam Á đều có chỉ số hạnh phúc cao. Đừng để bị lừa. Số tiền thách cưới cô dâu để kết hôn với người nước ngoài ở Việt Nam cao đến mức đáng kinh ngạc. Tôi cảm nhận không khí ở Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi đang tìm bạn gái và sẽ không quay lại Trung Quốc nữa. Tôi thích Việt Nam, tôi quen với nhịp sống ở Việt Nam, tôi biết rất nhiều cô gái, tôi không muốn quay lại Trung Quốc chút nào. Tôi thực sự ghen tị với các bạn Việt Nam. Cuộc sống hiện lên đầy màu sắc. Tôi ghen tị với cuộc sống đầy màu sắc của bạn. Họ dọn bàn ăn không giống như chúng ta, những người xa hoa và lãng phí. Nếu không có chiến tranh thì mọi người đều sống hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng muốn chúng ta sống hạnh phúc. Mức tiêu thụ hiện nay ở Việt Nam không hề thấp hơn chúng ta. Như bạn sẽ biết nếu bạn đã từng đến đó, mức tiêu thụ của họ hiện khá cao. Và Việt Nam không có nhiều luật lệ và quy định như Trung Quốc. Tôi ghen tị với cuộc sống vô tư của họ quá. Nó làm tôi nhớ đến những con phố quán bar ở Quảng Đông vài năm trước quá. Nhìn vào hoàn cảnh của những người trẻ, bạn biết rằng Việt Nam sẽ có tương lai đầy hứa hẹn. Nếu bạn không chuẩn bị khoản trả trước, đừng nghĩ đến các khoản vay thế chấp và mua ô tô. Tôi rất ghen tị khi được gặp các bạn, thật vô tư và hạnh phúc. Tôi thì vẫn đang xin trợ cấp sinh hoạt. Không biết mức sống này thuộc về mức sống nào nhỉ? Có vẻ thú vị. Tôi sẽ đi chơi Việt Nam khi có thời gian. Một số thành phố nhỏ ở Quảng Tây cũng rất thú vị. Chỉ sau khi ra nước ngoài, tôi mới nhận ra rằng đồ ăn nước ngoài thực sự không ngon. Tự dưng tôi thấy hơi ghen tị với cuộc sống của người Việt. Tôi muốn đi du lịch đến Việt Nam. Có ai đi cùng bạn không? Khi không có áp lực, bạn thực sự có thể thư giãn và vui vẻ. Tôi có thể đưa vợ tôi về khi sang đây được không? Hiện nay có rất nhiều video người Việt ăn uống, vui chơi đổ về nước ta trên Douyin, thu hút người Trung Quốc trở thành heo con. Nghe nói ở Việt Nam có nhiều địa điểm ăn chơi mới mở. Rõ ràng là một ca khúc có ca từ buồn, mà người Việt lại hát được với không khí tự do, vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi hát trong không khí này, khả năng cao tôi sẽ trở thành một cô gái già còn sót lại. Tốt hơn là nên tự do một mình. Nhìn cuộc sống ở Việt Nam, tôi chợt thấy nhớ nhà quá. Có phải họ đang trải qua thời kỳ trước của chúng ta? Chúng ta sẽ không trải nghiệm những gì họ đang trải qua. Các ngành hạ nguồn đều đã chuyển về Việt Nam, mọi người đều còn trẻ và đang làm việc nên cảm thấy cân bằng. Họ chưa đạt đến trình độ nâng cao, nhưng họ đang có nhà, xe, con cái và tiền bạc. Nó tương đương với tình trạng ở Quảng Đông năm 2000. Có nhiều nhà máy và mọi người đều có một ít tiền. Lối sống và tính cách của người Việt Nam tương đối giống Quảng Tây. Tôi thực sự ghen tị với cuộc sống ở đây. Rào cản ngôn ngữ là điều khó chịu nhất, nếu không tôi rất muốn sống ở đó. Không phải là tôi không yêu nước, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Tôi vừa liên lạc với một người muốn lừa tôi đi Nga, bây giờ tôi lại liên lạc với một người khác muốn lừa tôi đi Việt Nam. Tôi sợ mình sẽ không giữ được số tiền khổng lồ mà mình đang có được, hưởng sau 10 năm làm việc chăm chỉ. Nó hơi giống thế hệ sinh ra vào những năm 1990 vào thời điểm đó, mọi thứ đều mới mẻ và chơi rất vui. Tại sao người ở đây không đẹp, mà những người đi làm ở nước ngoài lại đẹp như vậy? Không có thế chấp hoặc vay mua ô tô sao? Bạn nghĩ giá nhà và giá ô tô của họ được so sánh với thu nhập của họ như thế nào? Tôi nghĩ không phải là chúng ta bất hạnh nữa, chỉ là chúng ta đã trưởng thành và không còn vui đùa như xưa nữa mà thôi. Không phải vậy. Trẻ em ngày nay kém hạnh phúc hơn nhiều so với thế hệ trước của chúng ta. Tôi không thể nói rằng tất cả bọn trẻ đều như vậy, nhưng đại đa số trẻ em ngày nay rõ ràng là không có sự hồn nhiên. Qua những bình luận của các netizen Trung Quốc về Việt Nam, ta có thể rút ra một số kết luận về cách họ nhìn nhận đất nước và con người Việt Nam. Nhiều netizen Trung Quốc thể hiện sự ghen tị với lối sống không quá đặt nặng vật chất, nhưng vẫn tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc đơn giản, như ngồi ăn uống cùng bạn bè, trò chuyện và không phải lo lắng nhiều về thế chấp, vay mua xe cộ. Họ nhìn thấy trong sự vô tư, vô lo của người Việt một hình ảnh của hạnh phúc mà chính họ khó đạt được. Một số netizen Trung Quốc so sánh Việt Nam hiện tại với Trung Quốc của những năm 1990 hay 2000, khi mà nền kinh tế còn đang phát triển và người dân sống đơn giản, không bị cuốn vào cuộc sống vật chất như hiện nay. Họ cảm thấy Việt Nam đang ở giai đoạn mà Trung Quốc đã trải qua, và điều này khiến họ có sự hoài niệm về một thời kỳ tươi đẹp hơn trong lịch sử của đất nước họ. Nhiều người đánh giá cao bầu không khí thoải mái, vui tươi ở Việt Nam, từ các quán bar đến những buổi tụ họp bạn bè. Họ cảm thấy văn hóa này gần gũi với thời gian trước của Trung Quốc, khi người dân cũng có những niềm vui tương tự trước khi đời sống trở nên phức tạp và áp lực hơn. Một số netizen bày tỏ mong muốn đến sống ở Việt Nam, cho rằng lối sống tại đây phù hợp hơn với họ, đặc biệt là sự tự do, thoải mái và mức tiêu dùng không quá cao.
Tuy nhiên, họ cũng nhận thức được những khó khăn như rào cản ngôn ngữ hay mức sống cũng đang tăng lên ở Việt Nam. Dù khen ngợi lối sống và tinh thần thoải mái của người Việt, nhiều netizen cũng nhận thấy rằng nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và mọi người ở đây đang bước vào giai đoạn phát triển tương tự như Quảng Đông những năm 2000. Điều này cho thấy họ không chỉ ngưỡng mộ sự hạnh phúc của người Việt mà còn đánh giá cao tiềm năng phát triển của đất nước. Tóm lại, các netizen Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam như một quốc gia mang lại cảm giác gần gũi với quá khứ của chính họ, với sự ghen tị về lối sống hạnh phúc, giản dị, nhưng cũng nhận thức rõ về sự phát triển kinh tế và những thay đổi đang diễn ra tại Việt Nam.